người người đi phượt, nhà nhà đi phượt. Ơ, cơ mà, phượt là cái gì vậy? Có người nghĩ phượt là để khám phá. Phượt là để khám phá. Khám phá những cảnh đẹp hoang sơ và treo leo, bát ngát và thơ mộng. Là đèo núi quanh co, vách đá dựng đứng. Là bạt ngàn hoa, mênh mông lúa, bát ngát mây. Đi phượt để khám phá chính bản thân mình. Trước đây nghĩ, sức khỏe mình kém, đi xa không chịu được. Giờ mình bị lạc thì sao? Lỡ mình đẹp quá, bị bán sang Trung Quốc thì làm sao nhỉ? Thực tế thì bế được cả xế lên xe, checking không biết mệt, khỏe hơn voi, ngã đứng dậy đi tiếp. Lúc bị lạc, bình tĩnh hít thở đều, lôi iPhone ra check hướng hoặc bật nhạc lên cho đỡ sợ, rồi tìm lối ra. Người khác lại nghĩ phượt là để đi cùng bạn bè. Phượt là đi cùng mọi người tới mọi nơi mà mình thích. À, phượt là nhậu. Đi phượt để có nhiều bạn hơn. Cùng nhau đi hàng trăm km, bên cạnh nhau ngắm cảnh đẹp. Cùng nhau trải qua những buồn vui trên chuyến đi. San sẻ cho nhau từ miếng bánh mì đến chai nước. Từ mảnh chăn mỏng đắp cùng trong cơn mưa rừng lạnh giá. Cùng nhau hát hò, chơi đùa, chụp ảnh. À mà khoan đã, có người cho rằng phượt là để yêu nhau. Hãy yêu nhau và đi phượt. Còn gì sung sướng hơn khi đưa gấu đi phượt cùng nhỉ? Mà chưa có gấu thì mau mau đi phượt đi. Đi phượt để có gấu. Chàng và nàng cùng nhau đi qua biết bao nhiêu cung đường, cùng sẻ chia ngọt bùi gian khó, cùng chăm sóc cho nhau, quan tâm đỡ đần nhau trên mỗi chuyến đi. Nàng làm người mẫu cho chàng chụp ảnh. Chàng ngơ ngẩn ngắm nàng qua ống kính máy ảnh, phảng phất biển mây trắng như nuốt trọn con đèo. Giữa bát ngát rừng hoa, chàng đàn cho nàng hát. Nàng lại ngẩn ngơ ngồi ngắm chàng bên cây guitar giữa sắc hoa hồng tím của tam giác mạch, lãng mạn còn hơn phim Hàn. Hoàng hôn đỏ rực trên đèo, nàng tựa vai chàng ấm áp, ngồi ngóng hoàng hôn lãng mạn, quên hết cả sự đời. Và phượt là để trải nghiệm. Thực ra thì tôi cũng không biết là phải định nghĩa như thế nào, nhưng mà theo cảm nhận thì phượt là một dạng du lịch bụi. Và khi đi thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Phượt là những chuyến đi bụi bặm, tự do, đầy trải nghiệm. Có bao giờ bạn thắc mắc trong ba lô của mấy ông đi phượt có những gì không? Ba lô đựng cái gì mà nặng thế? Đi suốt mấy ngày trời như vậy, không hiểu phải mang những gì. À, ba lô của mấy lão phượt thủ thường sẽ có vài cái áo cờ đỏ sao vàng, quần dàn di rách gối, khăn dàn nam bộ, khăn mông sặc sỡ. Ngoài ra ấy, có mấy thứ luôn luôn ở sẵn trên người lúc ở trên đường: áo gió bảo vệ mưa nắng, mũ bảo hiểm nồi cơm điện, găng tay hạt nhựa, khẩu trang, kính chống bụi, xà cạp bực chân, giáp tay chân. Và đâu thể thiếu con xe cà tàng chinh chiến suốt cả trăm cây số đường đèo, đường núi, đường đá tảng hộc, đường bùn đất nhão nhuyết. Cả túp lều lý tưởng của anh và của chú, đèn pin thần kỳ của Doraemon, bản đồ, la bàn. Cả một em nồi thần thánh mang đi nấu mì tôm, đun nước và cà phê ngắm mây mù che đỉnh. À ha! Nói chung thì là mà, đi phượt ấy hả? Như đi oánh nhau ấy. Giáp dùng, nồi niêu, lều luộc. Xưa thầy U dạy cấm có sai. Làm gì cũng phải có tu. Có con dao cùn cũng nhớ mang theo. Ở nơi vách đá treo leo, cái dây thừng bục là teo một đời. Đi phượt là phải như thế. Bữa cơm dân phượt cũng thật thú vị. Gà đồi quay trên đống lửa lùng bùng cháy, thịt xiên nướng thơm nức mũi. Thỉnh thoảng còn được mâm cơm nấu bằng thứ gạo dẻo thơm của người Mông trồng nữa chứ. Rồi giấc ngủ, có khi là giữa đèo mây trắng nắng, có lúc là nằm vạ vật ở trạm xăng ven đường. Có khổ, có sướng, có trải nghiệm, có tự do, có gắn kết, có trách nhiệm, có yêu thương,
có đùm bọc chở che. Ây da, đi phượt thú vị phết phải không nào? Tóm lại thì đi phượt để thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn, nhiều bạn bè hơn và nhiều gấu hơn nữa. Đi vì đam mê, đi để thấy, để trải nghiệm, khám phá, thử thách chính mình. Đi để yêu thương, ngắm thế giới để thấy chính mình. Thôi chết, đến giờ rồi, tớ đi xếp đồ vào ba lô để lên đường đây. Cung đường đang chờ ta, mây núi đang nhớ ta. Nhấc cái mông lên và đi thôi. Yeah!